Mãi mê hàng khung xe máy, chủ tiệm suýt hóa vàng cả cửa tiệm. Trong lúc mải mê hàng khung xe, tài xế không để ý rằng tàn lửa đã rơi xuống hố và nhanh chóng biến thành ngọn lửa lớn, khiến anh hoảng hốt. Đoạn phim CCTV ghi lại cảnh người đàn ông đang hàn chiếc xe hai bánh, khi những tia lửa rơi xuống tấm bìa cứng trên mặt đất và tạo ra ngọn lửa. Ngọn lửa lan rộng nhanh chóng và bén vào người nhân viên, nhưng anh đã kịp thời tự mình dập tắt. Sau đó, người đàn ông vội vàng di chuyển chiếc xe máy ra xa và gọi một người phụ nữ mang bình chữa cháy đến để dập tắt đám cháy khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. May mắn thay, nạn nhân không bị thương nghiêm trọng và ngọn lửa cũng không gây thiệt hại lớn cho tiệm sửa xe. Hành động nhanh nhẹn và quyết đoán của người đàn ông đã giúp ngăn chặn một thảm họa lớn hơn. Để tránh những tình huống tương tự, các thợ hàn cần chú ý hơn đến an toàn lao động, đặc biệt là khi làm việc với các vật liệu dễ cháy. Việc trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và tuân thủ các quy định an toàn là rất quan trọng. Ngoài ra, cần có sự giám sát chặt chẽ và đào tạo thường xuyên về an toàn lao động cho nhân viên. Sự phối hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và ý thức tự giác của mỗi cá nhân sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ trong quá trình làm việc. Chỉ khi có sự đồng lòng và quyết tâm từ cả hai phía, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Các bạn đừng quên là bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.